Trước diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19, nhất là khi xuất hiện thêm các ca bệnh trong cộng đồng, thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp để phòng ngừa các nguy cơ có thể làm lây lan dịch bệnh, trong đó có biện pháp kiểm soát, chốt chặn nơi các cửa ngõ ra vào thành phố. Bằng tinh thần quyết liệt, các chốt phòng dịch đang phát huy hiệu quả là lá chắn sống, giúp thành phố được an toàn, người dân được thực sự yên tâm. Những ngày qua, 12 chốt phòng dịch ở khắp các cửa ngõ liên tục được duy trì và nâng cấp độ kiểm soát đối với mọi loại phương tiện ra vào thành phố. Tất cả các trường hợp chưa được khai báo y tế bằng hình thức quét mã QR thì đều được hướng dẫn thực hiện. Điều này cũng khiến cho tình trạng ùn ứ cục bộ diễn ra ở một số điểm chốt. Phần lớn người tham gia giao thông đều ý thức được việc khai báo y tế nên rất hợp tác với lực lượng chức năng. Thì lúc em xuống xe là mình không biết là mấy anh nhắc nhở là lại khai báo theo quét mã QR, xong là được là đóng dấu vào tay là sẽ đi ra, sẽ được lưu hành vào trong thành phố. Với nhiệm vụ này, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đã phân bổ lực lượng đều khắp ở các chốt kiểm dịch. Tại các địa điểm phức tạp kèm với lưu lượng phương tiện lớn cũng được công an thành phố tăng cường quân số, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phân làn, phân tuyến hợp lý, giúp các tài xế nhanh chóng được khai báo y tế và giao thông sớm được lưu thông. Xe nào đã qua khai báo y tế có mã QR sẽ đi trực tiếp vào lần ngoài. Để qua chốt y tế là có một nhân viên y tế đã quét mã. Xe nào mà chưa khai báo thì sẽ dừng vào lần giữa và tổ chức thêm một làn để dành riêng cho xe mô tô vào khai báo. Không chỉ vào ban ngày mà cả những thời điểm ban đêm khi lưu lượng phương tiện đã giảm hơn thì lực lượng tại các chốt kiểm dịch vẫn được duy trì 24/24 giờ. Công tác bố trí hướng dẫn người dân khai báo y tế được thực hiện nghiêm chỉnh. Anh em chúng tôi là dừng xe là cũng có làm việc với tài xế là cho hành khách là khai báo qua app để cho nó thuận lợi trong cái việc khai báo cho nó nhanh và giải phóng cái ùn tắc là càng sớm càng tốt. Có thể thấy việc thiết lập và kiểm soát chặt chẽ các chốt kiểm dịch nơi cửa ngõ ra vào thành phố đang là một giải pháp hữu hiệu giúp phòng ngừa nguy cơ làm lây lan dịch bệnh xâm nhập vào nội thành. Dẫu có phần vất vả, những cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu vẫn miệt mài trách nhiệm vì sự bình yên, an toàn của nhân dân trước đại dịch COVID-19.